rời phố thị, vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non. Dẫu nắng mưa hay mùa đông xa lạnh, cùng các em thơ vượt núi đến trường. Hy sinh tuổi xuân bám trường bám bàn, cho trẻ vùng cao viết tiếp những ước mơ. Tình yêu thương như hoa rừng ngào ngạt, dành cho em thơ như ngọn núi sông sâu. Gắn tay chữ băng rừng lội suối, giữa non xanh mây vòn đỉnh đeo cao. Rừng đại ngàn đã đi vào giấc ngủ, thương học trò còn chưa ấm chưa no. Trong người cho tươi sáng ngày mai. Phố thì vượt núi băng rừng cõng ca chữ lên non. Dẫu nắng mưa hay mùa đông xa lạnh, cùng các em thơ vượt núi đến trường. Hy sinh tuổi xuân bám trường bám bàn, cho trẻ vùng cao viết tiếp những ước mơ. Tình yêu thương như hoa rừng ngào ngạt, dành cho em thơ như ngọn núi sông. Gánh tay chữ băng rừng lội suối, giữa non xanh mây vòn đỉnh đeo cao. Rừng đại ngàn đã đi vào giấc ngủ, thương học trò còn chưa ấm chưa no. Chẳng dấu an không gì để hoan hỉ, giấc đã treo leo ướp những mầm xanh. Tuổi xuân em qua theo trong người cho tươi sáng ngày mai. Mikilo. Mikilo, anh chào em. Anh chào các bác các chị bạn hả? Chào buổi tối. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ là buổi tối các bạn. Giờ đang là 6 giờ, gần 6 giờ đấy. Hôm nay Hoàng Hiền đi làm về muộn quá. Trời mùa đông các bác biết là 5 giờ trời đã tối rồi. Bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng anh Đông chạy vào nhà cô Toán tí hon. Đấy. Hôm nay thì Hoàng Hiền có nhận được một tin rất là vui đối với gia đình nhà cô Toán tí hon. Đó là cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ. Đó. Các bác rất là quen rồi. Đấy, giúp đỡ nhà cô Toán cũng như nhà anh Đông rất là nhiều. Đấy. Trong thời gian vừa qua thì là cô Thúy Hằng thì có liên hệ với Hoàng Hiền. Đấy là Hoàng Hiền thì là liên hệ với lại anh Trung thợ xây đấy, để đo đạc xem là cái chỗ đường đi nhà cô Toán Tí Hon như thế nào. Đấy, cô Thúy Hằng thì sẽ giúp nhà cô Toán Tí Hon đổ cái đường bê tông để cho ba mẹ con đi lại cho nó dễ dàng, đó, thuận tiện. Tí nữa vào thì Hoàng Hiền sẽ báo cái tin này cho ba mẹ con nhà cô Toán Tí Hon. Một cái tình cảm, một cái tình yêu rất đặc biệt của cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ xa xôi dành cho ba mẹ con nhà cô Toán Tí Hon. Một cái hoàn cảnh có thể nói là khổ cực, vô cùng khổ cực, khó khăn, vô cùng khó khăn. Phải nói là một trong hoàn cảnh khó khăn nhất ở trên kênh YouTube của Hoàng Hiền, trong những cái hộ mà Hoàng Hiền đã chia sẻ. Khổ lắm các bác ạ. Đấy, ba mẹ con cứ nụi thụi các bác này. Đây, đây là cuối xóm rồi. Ba mẹ con ở đây nụi thà thủi giữa cánh đồng mênh mông này. Chả có nhà nào ở đây các bác ạ. Đấy, khiếp lắm. Mà chồng thì mất sớm, mất đúng ngày mùng 1 Tết, khổ
như chưa được khổ các bác. Mà cô Toán thì các bác nghe cô Toán chia sẻ từ bé đến lớn thì là không có tóc đấy, đi học thì bạn bè trêu đấy, các bạn trêu xấu hổ không dám đi học. Xong thì các bác biết là cái ngoại hình của cô Toán, cái dung nhan của cô Toán thì các bác biết là như nào rồi đấy. Cũng rất thiệt thòi so với những người phụ nữ khác đấy, phải nói là như vậy. Nên cô Toán thì lấy chồng cũng rất là muộn đấy, mãi mãi sau này thì cô mới tìm được cái hạnh phúc của mình, mới có cái tình yêu của mình. Nhưng mà không may thì cái tình yêu đó, cái thời gian đó nó lại không kéo dài được lâu. Chú lại không may bị tai biến và mất, lại mất đúng ngày mùng 1 Tết. Và từ đó đến nay thì tầm 5 tháng nó trôi qua, cái thời gian nó trôi qua, các bác biết là cái nỗi buồn tủi nó dồn hết vào cô Toán tí hon. Đấy, các bác có gia đình, các bác có con, các bác biết rồi. Đấy. Nuôi con khôn lớn từng ngày vất vả bao nhiêu đấy, có người chồng có người vợ cùng nhau chia sẻ gánh vác thì nó đỡ đần đấy, nhưng mà đây thì là mỗi một mình nổi thà nổi thủi, vất vả lắm các bác, khổ quá khổ luôn đấy. Đi anh Đông vào để báo tin cho ba mẹ con, không biết là giờ này ba mẹ con đang làm gì rồi đấy. Vất vả quá, khổ cực đấy, phải nói là cái hoàn cảnh của Toán này khổ quá khổ. Đi làm thuê, các bác nghe cô Toán kể, đi làm thuê khắp nơi, đi Lạng Sơn, đi Hà Tây nhổ cỏ thuê, đi nướng khoai thuê các kiểu, rang hạt dẻ Lạng Sơn, làm đủ nghề. Đấy. Mà các bác biết là nãy Hoàng Hiền cũng chia sẻ các bác là về cái dung nhan của cô Toán. Đấy. Từ từ anh đâu, đấy, cái dung nhan của cô Toán thì là đấy thì là có cái là để cái việc mà lấy chồng thì thực sự là cũng khó khăn đấy, nhưng mà rất là may thì cô tìm được hạnh phúc của mình đấy, nhưng mà niềm vui thì chẳng tày gang được bao lâu đấy. Đây các bác ạ, đây cô Thúy Hằng ạ, nếu mà đổ thì là đổ sẽ đổ từ đây đấy, đổ cái đường này từ đây vào trong đến cái chỗ bờ rào nhà cô Toán ấy, cái miếng đất mà mới mua của chị gái cô Toán ấy. Đấy, đường sẽ đi từ đây. Đó. Bởi vì là nhà cô Toán thì các bác biết là nhà cô Toán ở trong này thì là đường thì không có, cái đường ô tô mà hôm trước mà nhờ để chợ gạch ấy, thì đấy là cái đất soi, cái đất ruộng của bà con trồng trọt canh tác, cho nên là không thể nào đi đấy được đấy, chỉ nhờ một hai hôm để chợ gạch cát sỏi để xây thôi đấy, xong đó rồi thì lại trả lại bà con để bà con trồng trọt đấy. Còn cái đường này là đường chính thống này, cái đường này là đường có sẵn đấy, thì mình đổ là mình đi lại không phụ thuộc vào ai cả đấy. Đi anh không đấy, tuy nhiên thì là cái đường này hiện tại bây giờ ấy, thì là nó có chỗ thì nó đang chưa được rộng đấy, cho nên là tí nữa vào thì Hoàng Hiền cũng sẽ bảo cô Toán là sẽ đi hỏi những cái nhà bà con này đấy. Làm gì anh đâu ấy chả đo đường hỏi bà con đấy, xin có nghĩa là mỗi nhà này đấy, sang hai bên này khoảng độ 10 phân nữa đấy là sẽ rất là rộng thoải mái đấy, cho cái việc đi lại nó dễ dàng đấy, cũng như là cái bà con xong bà con làm ruộng đây này đấy, bà con có những cái bãi ở đây thì bà con khi mà đổ như vậy thì vừa cái xe bò của bà con, cái bánh xe bò của bà con ấy, thì bà con kéo nó sẽ rất thuận tiện, nó rất dễ dàng đấy. Thì là Hoàng Hiền nghĩ chắc chắn là bà con thì sẽ cho thôi đấy. Một là cái hoàn cảnh của cô Toán ở đây thì khổ thì không ai bằng rồi, bà con ở đây tình làng nghĩa xóm thì ai cũng biết cái hoàn cảnh của ba mẹ con rồi đấy, rất là khổ. Và cái thứ hai là cũng sẽ thuận tiện cho bà con là sau bà con làm ruộng ở đây, bà con bẻ, bà con vận chuyển, bà con trồng trọt ở đây thì là kéo xe bò vào tận nơi thì nó dễ dàng cho bà con đấy, trong cái việc là phát triển kinh tế đấy. Đấy, tạm thời đưa bờ nó chỉ như này đấy, nhưng mà xin sang mỗi nhà trong độ 10 phân thôi là thoải mái rồi đấy. Cũng khá là dài các bác ạ, cũng phải Hoàng Hiền ước tính là cũng phải khoảng độ 150 đến độ 150 mét đấy, phải khuôn đấy, thậm chí hơn một chút đấy. Cho nhà cô Toán đi hon này.
mai ngày kia thì Hoàng Hiền sẽ liên hệ với anh Trung Thợ Xây. Ngày mai thì là sáng ngày mai thì anh Trung Thợ Xây anh ấy làm nốt nhà anh Đông đấy, thì là xong nhà anh Đông ngày mai rồi đấy, thì là chiều ngày mai thì anh Trung anh sẽ xuống luôn đây để xây nhà cột tạ, nhà tắm của cô Toán Tí Hon, sau đó thì xây bờ rào đấy, thì là Hoàng Hiền sẽ liên hệ với anh Trung ra là đo đạc ngay đấy, và tính cái phương án làm như nào, mua vật liệu ra sao, hết bao nhiêu tiền đấy, Hoàng Hiền về Hoàng Hiền sẽ trao đổi lại với cô Thúy Hằng để giúp đỡ ba mẹ con đấy. Như ở trong này thì rất là thoải mái rồi, trong này thì là đường thì là độ thì nó ok đấy, nhưng mà ngoài kia độ lấy mặt bằng nữa còn đang rất là gồ ghề. Vào nhà cô Toán Tí Hon này, điện sáng quắc này. Đấy, các bác thấy tuyệt vời không? Nhưng mà nhà cô Toán thế này heo hút đó. Đấy, chồng Hoàng Hiền đây ở đây chắc là phát khiếp luôn, sợ lắm. Đấy, heo hút, nó hẻo lánh lắm. Đấy, may là có nhà bà bên cạnh này. Đấy, không thì chả có nhà nào. Đây, khu này có mỗi ba nhà. Đấy, nhà cô Toán này, nhà bà này, nhà chú này nữa. Đấy, còn ngoài này, bên này thì không có rồi. Bên này toàn bộ đồng, đồng mênh mông. Đây, bờ rào đây, xây kín đẹp hết đây. À, cô Toán có nhà không? Ai đấy? À, được. À, biết kilo, mẹ đâu? Hả? À, xin chào Quế nhá. Ai nhỉ? Ấm áp ghê nhỉ? Xin chào cô Toán Tí Hon. Lợn niếc nào rồi? Chăn nuôi tốt không? Đâu lợn đâu? Ai ở đang ngủ đây à? À, được. Lớn đấy. Bò bê nào rồi? Ai nhỉ? Được đấy. Chuồng trại đẹp đấy, sạch sẽ đấy. Bò bê béo tốt phát triển được. Ok. Chăn tốt đấy. Về chơi nè. Ai nhỉ? Người đẹp của xóm ai nhỉ? Cười tươi ghê nhỉ? À. Đang nấu cơm sao á? À, đâu được, vào xem nấu món gì nè. À. Ai nhỉ? Bếp sáng quắc nhỉ? Ai nhỉ? Bếp sáng đấy. Ôi dồi ôi. Như khách sạn 5 sao. Được. Sáng đấy. Yeah, anh Đông đấy nào. Ai nhà cái bóng này đâu có đóng mới mua à? Trung đô la. Hả? Trung đô la mang xuống cho như nào? Thế à? Không hỏi à? Không hỏi Trung đô la xem là cho hay như nào. À, ui giời, hỏi luôn bao tiền hay là như nào. Bóng hay được. À. Được, để cháu gọi anh Trung đô la để đưa bóng hay cho cô. Nhé, bóng này được đấy. Bóng này như bóng của chú Sơn qua cho anh Đông ấy. Giống nhau ấy. Giống nhau à? À. Ai dạ. Ấm đấy. Xinh gái nhất tỉnh đấy. À, con gái mẹ Toán được. Tuyệt vời đấy. Nhá. À, bố mẹ con có món gì đấy? Cô có thịt đám cưới mà thường là chị dâu chọn. À, thịt gà. Thịt gà đám cưới nhà anh trai đây à? Được. Đó, thế rau đâu? Rau gì? Ừ, sủi rồi. Thế cho rau vào ăn cơm đi muộn. Ấy dạ. Bây giờ con mời Hoàng Hiền ăn món này nhé. Úi dồi, thôi, ba mẹ con cứ ăn đi. Hoàng Hiền ăn cơm rồi. Ba mẹ con bồi bổ nhá. Thôi. Ấy dạ. Đấy, toàn với Quế ăn mạnh rồi, hết sức khỏe đi học này. Ừ. Cái nhà trung tâm mới làm bao nhiêu mâm mua toán? Gần 100. À, mạnh đấy nhỉ. Thế là toàn cũng Quế ăn cỗ mấy ngày? Cỗ 2 ngày. 2 ngày à? Vâng. Như là 3 ấy, ở chủ nhật cũng ăn. Đâu, quay nè.
Toàn đứng ở đây nào. Hả? Ăn thế là ăn mấy ngày tất cả? 3 ngày. 3 ngày à? Thế à, con có vui không? Con vui ạ. À. Đấy, hai con ngoan quá, đáng yêu, những thiên thần nhỏ nay ai chả yêu quý. Ừ. À, ba mẹ con cứ ăn cơm nhé. Hôm nay cô cứ vớt vớt thịt lên đi, gà đi, xong thì cháu báo cho cô một tin vui như này, nhá. Rất là mừng cho ba mẹ con. Đấy, nhá hai con nhá. Ba mẹ con lại có một niềm vui mới, rất là mừng cho ba mẹ con nhà con nhá. Đây đứng gì này à, mùa rét này ở bếp ấm nha. Bấm đây, bếp đẹp sáng quá đây. Cô Thúy Hằng giúp cô Toán này. Đấy, tuyệt vời quá. Chưa hết rồi cô Toán à. Ây da. Thế là chiều nay Quế đi học không? Dạ con có. Con về lâu chưa? Con về lâu. Về lâu rồi à? Ừ. Toàn chiều đi học không? Không ạ. Không chiều được nghỉ gì? Nhưng ở nhà có giúp mẹ làm việc không? Có. Con có. Nhá. Ờ. Khi con nói chuyện với lại người lớn nhá, thì con phải là thưa dạ, biết chưa? Đấy. Nhớ nhá. Không chỉ bây giờ mà sau này cũng như vậy. Nhá. Chú Hiền là thầy giáo, chú dạy cho bọn con nhá. Ừ. Quế giờ chưa? Ừ đấy đấy, vâng ạ. Được, tuyệt vời. Đấy thì là đi học thì là hai anh em mặc ấm mà, biết chưa? Ừ. Đi đến nơi về đến chốn, không là cả đâu hết. Nhá. Ừ. Học ở trong lớp phải tập trung vào nhá. Thi giữa kỳ cho con. Con tuần tới với thi à? Anh Toàn thi chưa? Con thi rồi gì? À. Đấy, tốt rồi. Đấy. Cô Toán mua được bếp ga đây, mấy trăm nghìn. Dùng tốt không cô Toán? Lên không? Đâu cuối vào thế nào? Bật tao chạy tốt không? À, khóa ga chưa? Khóa mở này. ấn một cái. Ấn ở đây này. Ấn một cái này nó mới chạy được. Ừ, ấn đi. Rồi, đấy, mở đi. À, ra ngoài đi con, bật nữa nào. Mạnh à? Thôi toàn bật đi, toàn bật đi. Nó cuối phải chạy sau. À, đâu, không đây nào. Thôi, đó là chú mở lại cho này. Được rồi, bật đây nào. Hay hết ga rồi. Ôi dồi ôi. Hả? Ôi, khả năng hết ga rồi. Ui dồ. Này toàn hết gà. Hết gà. Ừ. Vừa mua hết gà. Đúng là mua lại. Mua lại người ta. Mua lại người ta thì nấu mình nữa mình ra rồi. À, còn tí mình về nấu tí là hết. Ừ. Nó đổi bình ga mấy trăm nghìn. Nấu tiếp. Nhưng ở đây thì cái là củi nhiều, cứ tận dụng nhá. Tận dụng nấu cám bã các thứ, tập hợp dàn diễn viên điện tử. À, đấy. Có cô bên trong đi hon rồi, Quế với Toàn là sau là lớn là phát triển tốt lắm. Đấy nha cô Toàn nhá. À, Toàn và Quế nhá, chọc báo cho cô ba mẹ con một niềm vui rất là lớn như thế này nhá. À, cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ, đấy, một ân nhân rất là lớn đối với gia đình mình, nhá. Cô đã dành những cái tình cảm hết sức đặc biệt cho ba mẹ con, đấy. Và bây giờ thì cô tiếp tục thêm những tình cảm rất tuyệt vời, rất ấm áp cho ba mẹ con. Mà chắc chắn là cái niềm mong ước này ấy, thì là cháu biết là cô cũng chia sẻ với cháu rất nhiều lần rồi nhá, là cô rất mong muốn đấy. Thì bây giờ cháu sẽ chia sẻ cho ba mẹ con nhá, là cái mong muốn mà có cái đường đi lại cho ba mẹ con
nó thuận tiện, nó dễ dàng nhá, thì sắp tới sẽ trở thành hiện thực nhá ba mẹ con nhá. Đấy, mà người mang lại một cái niềm vui rất là lớn này cho ba mẹ con thì không ai khác chính là cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ nhá. Đó thì là cô Thúy Hằng thì có liên hệ với cháu là ngày mai thì cháu sẽ gọi anh Trung thợ xây nhá, anh ấy sẽ đo đạc từ ở phía ngoài đường to ngoài kia vào đến cái chỗ miếng đất nhà cô mua của chị gái này này nhá, xem là bao nhiêu mét đấy và phương án đổ như nào, tiền gạch bao nhiêu, tiền xi bao nhiêu, tiền cát bao nhiêu nhá. Đấy, gạch thì không biết là có phải xây chèn ở hai bên hay không. Đấy, nếu mà không lấy được mặt bằng là phải xây chèn gạch đấy. Thì là cháu nghĩ là tiền thì nó cũng khá nhiều đấy. Bởi vì là từ đây ra ngoài đến nhà cô là nó cũng dài đấy nhá. Phải độ 150 mét cũng phải tầm đấy là hơn đấy nhá. Thì đây là một cái tình cảm rất là lớn, rất là đặc biệt của cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ nhá. Mà hai con thì là lúc nào chú Hiền vào nó cũng cảm ơn cô Thúy Hằng rồi. Chú tắt video rồi vẫn cảm ơn cô Thúy Hằng, đúng không? Nhá. Đấy, thì cô cũng rất là yêu thương gia đình mình, quý gia đình mình nhá, cũng như nhà anh Đông Tí Hon. Nhà anh Đông thì vừa rồi cô cũng giúp là bắn mái tôn, nát gạch hoa và xây bờ rào nhá. Còn nhà mình thì cô cũng giúp nhà mình, nói chung là đầy đủ tất cả mọi thứ đấy nhá. Đấy, thì ba mẹ con có muốn nói gì với cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ không? Ba mẹ con rất cảm ơn cô ạ. Con cảm ơn cô, ba mẹ con đã, cô đã chia sẻ mẹ con để ăn cùng cháu Hoàng Hiền. Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Cả đời này mẹ con không bao giờ trả hết ơn cô ạ. Con rất cảm ơn, bây giờ mang một cái niềm vui rất chi là lớn lao, món quà rất lớn lao đem mẹ con xin chân thành cảm ơn ạ. Con rất biết ơn cô, không bao giờ quên ơn là cô ạ. Con là cô giúp đỡ con để con lấy đường đi cho nó đỡ khổ ạ. Không có thì con không có đường đi đâu ạ. Không bao giờ mơ con có đường để mà đi ạ. Con xin chân thành cảm ơn cô. Nhung cười gì? Nhung vui quá. Toàn Quế. Dạ, con cảm ơn cô Thúy Hằng rất là nhiều, giúp ba mẹ con rất là nhiều lần rồi ạ. Giúp có tivi, bờ rào, vệt đá hoa và những thứ khác rất là nhiều. Và con cũng cảm ơn chú Hoàng Hiền đã đến chia sẻ giúp nhà con vơi bớt cái nỗi buồn đi ạ. Con chúc chú dạy học trò thật là ngoan hiền ạ. Được, Toàn nói câu hay quá. Cảm ơn con nhé. Cháu xin cảm ơn cô Thúy Hằng rất là nhiều. Cả đời này cháu rất biết ơn cô. Đến Tết cô và toàn đại gia đình về nhà con ăn Tết ạ. Con cảm ơn chú Hoàng Hiền rất là nhiều. Cả đời này con không biết bao giờ mới trả hết ơn với chú Hiền. Con chúc chú luôn luôn mẹ khỏe ạ. Con phát đạt ạ. Cảm ơn con. Vâng, em cảm ơn cô Thứ Hằng và cảm ơn cháu Hoàng Hiền rất tuyệt vời ạ. Cháu chưa có gia đình nhưng mà cháu rất chi là tốt, đã chia sẻ đã trong suốt gần tháng này, là cũng gần 2 tháng giờ rồi ạ. Cháu giúp đỡ mẹ con nhờ em rất chi là tuyệt vời ạ. Không ngại quản mưa nắng sớm trưa thì cháu đi làm về, cháu tranh thủ từng tí xuống hỏi thăm mẹ con em ạ. Em không biết bao giờ cả đời này đã trả lời hết cháu và cô ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng. Anh Đông muốn nói gì không? Anh, em xin cảm ơn chị Hàn. Trả bộ, trả nhà gia đình, mạnh khỏe. Đấy, thì là em xin cảm ơn anh chị. Vâng. Đấy, thì là anh xin cảm ơn Hoàng Hiền. Làm ăn thật nhiều, đấy, khỏe mạnh. Giúp thật nhờ bạn đấy, làm cố gắng làm cô vợ cả nhà anh của anh gỗ mới nhà nhìn đấy. Nhà anh với nhà cô Toán cả tuần cả tuần vâng. Em chỉ cảm ơn là chị là em không biết nói thế nào. Rất chỉ là cảm ơn chị, cháu Hoàng Hiền rất tuyệt vời ạ. Cô nữa
Vâng. Vâng, nếu không có cháu Hoàng người là mẹ con thì em không biết đi đâu về đâu, không biết nơi nào ạ, để mà sống mà nó quá khổ thật đấy. Nói của mẹ con thì em không biết dựa dẫm vào đâu để mà sống ạ. Mẹ con em may mắn quá gặp được cháu chia sẻ kêu gọi để giúp đỡ tới các cô các bác các anh các chị ạ, giúp đỡ mẹ con thì em cho nó đỡ khổ ạ. Như mẹ em con em nó quá khổ đấy, em không có sướng gì đâu ạ. Người em một thân một mình, em nuôi hai con em nó quá nhỏ bé, nếu mà không gặp được cháu Hoàng Hiền em không biết mẹ con em không biết đi đâu về đâu ạ. Không, ở đây không có ai quan tâm mà cũng không ai chia sẻ giúp đỡ gì ạ. Các cô có tấm lòng hảo tâm chia sẻ cho mẹ con nhà em ạ. Cảm ơn cháu Hoàng Hiền suốt cả đời là mẹ con em không bao giờ quên ơn được ạ. Cô Toàn đang xúc động đúng không ạ? Em rất là xúc động. Vâng. Các cô các bác mang món quà lớn lao cho mẹ con nhà em ạ. Vâng. Nếu mà chồng em mà không mất sớm thì em cũng không phải khổ sở như thế này đâu ạ. Vâng. Em rất biết ơn các cô và cô các bác và cháu Hoàng Hiền ạ. Vâng. Không? Em không bao giờ quên ơn ạ. Vâng. Mẹ không, con em không. Sống quá không. Khổ đấy, không phải là sướng gì đâu. Không, như không. Là ở nhà không. Thì không, bây giờ các bác các cô giúp đỡ mẹ con em nó có mái nhà là ấm áp rồi, không phải lo dột nát nữa. Vâng. Có chỗ ăn chỗ ở rồi, không phải khổ nữa đâu. Vâng. Có mình vui mà đang vui mà quế thôi nhá. Không không nữa. Khi mà cô Toán nhắc đến cha cái là quấy khóc ngay. Vâng. Rất là nhớ cha các bác ạ. Đấy, Toàn cũng rất là cảm xúc này. Mặt đỏ hoe hết rồi thế này. Thôi nhá, không khóc nữa nhá. Ừ, thôi, đi lên nhà. Hai đứa lên nhà. Đây. Mở tivi. Đấy, cô Toán mang cơm cho con ăn không đói. Nhá. Vâng. Đấy, mang. Mời lấy cơm nên ăn không đói cho con. Nhá. Vất vả lắm các bác ạ. Hoàn cảnh cô Toán thì các bác ngay từ nãy Hoàng Hiền cũng rất nhiều lần Hoàng Hiền chia sẻ các bác rồi, hoàn cảnh cô Toán thì hòn là một cái hoàn cảnh có thể là khổ cực nhất trên kênh YouTube của Hoàng Hiền luôn đấy. Ba mẹ con nủi thà nủi thủi đây đấy, các bác biết này, cuộc sống khó khăn vất vả đấy. Ở dưới cái heo hút ở khu vực này đây. Hôm cô Toán chia sẻ đang tắm đây, anh Đông cầm cái đèn anh Đông à, đang tắm ở đây. Có cái ông nào ông ấy thò cái đầu ngó ông dình ở đây. Đấy, đây này. Đấy. Đây. Các bác biết là thò đầu ngó nhìn đây đúng là chết khiếp. Anh ông mang đèn ra đây xem có ông nào ở đây nữa không. À. Thật là nếu bình thường con trai còn sợ chứ không phải nói là đàn bà con gái một thân một mình. Đấy. Khổ cực đủ đường. Đấy không? Có ông nào ở đây không? Ông nào ông ngó đầu tôi cái. Nào. Có ông nào đây không? À, hôm nay không có ông nào. Đấy. Có ông nào xem cái ông nào. Đấy, vất vả lắm. Đủ đường. Đấy, cũng may là các bác yêu thương. Đấy, dang rộng vòng tay giúp đỡ bà mẹ con. Đặc biệt là cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ. Đó. Đã dành những cái tình cảm hết sức đặc biệt. Đấy, cho bà con những hoàn cảnh khó khăn ở trên kênh của Hoàng Hiền. Đó. Không chỉ anh Đông đi hon đấy, có cô Toán đi hon, có chị Hiền mồ côi đó, có nhà cô Hảo đi hon đó, và rất nhiều nhà nữa đấy, các cô các bác dang rộng vòng tay để giúp đỡ đấy, cho ba mẹ con. Thì thực sự là cháu Hoàng Hiền thì thực sự là các bác biết nhà cô Toán này khổ lắm, quá khổ đấy, khổ quá, khổ cực anh Đông ạ, quá vất vả. Nhà anh ở trên đấy là có trung tâm, đông nhà đông đúc, có hàng xóm đến nó còn vui. Anh cũng có vợ anh nữa, đúng không? Nhưng đây một thân một mình, nủi thà nủi hủi, nủi thà nủi hủi một mình. Đấy. Đi đâu cũng chỉ có một mình, làm gì cũng chỉ có một mình thôi. Vất vả lắm anh Đông ạ, không sung sướng gì. Đấy. Đấy. Khổ cực lắm anh Đông ạ. Vâng. Chịu thốn đủ đường. Khổ quá. Đấy. Cũng may là các bác yêu thương, bây giờ là nhà cửa đẹp rồi. Đấy. Đẹp long lanh rồi. Vâng. Đây các bác nhìn giấy khen của các con đây.
Đấy. Học tập tốt như này. Đấy. Đấy, chú đây. Đấy. Ngồi ăn cơm đi Quế. Ừ, ngồi xuống, nhanh. Ngồi ăn đi, không đói. Ờ, ngồi ăn đi, nhanh, được chưa? Đấy. Toàn ăn cơm đi. Đấy. Đấy, ba mẹ con ăn cơm đi. Ăn nhiều cho nó khỏe. Đấy, lấy đũa cho bác Đông ăn. Khổ quá, vất vả. Đủ đường. Ừ. Ăn đi, chú ăn rồi. Ba mẹ con với bác Đông dùng đi. Chú Hiền ăn cơm rồi. Đây, ăn đi. Đấy. Ăn tự nhiên đi, ăn mạnh cho nó khỏe. Học hành, lấy sức khỏe. Đấy. Anh Đông ăn đi, ăn một tí. Dùng với ba mẹ con để cô toán cho vui. À. Ừ. Ờ, thôi được rồi, ok, thôi tôi để. Ừ. Cảm ơn các bác ăn cơm nhé. Vâng. Cảm ơn các bác ăn cơm cùng nhà cháu ạ. Ừ. Cảm ơn các bác ăn cơm cùng nhà con ạ. Ừ. Ăn nhanh đâu, dùng cùng ba mẹ con cho vui. Vâng, tí cho vui nhá. Vâng, ăn một ngăn đi. Ừ. Em bảo chị ăn cơm nhé. Vâng. Em mời cho bác ấy chị ăn cơm cùng nhau nhá. Vâng. Ăn đi. Vâng. Ăn mời Hoàng Hiền nhá. Vâng. Ăn cơm cùng ăn. À, khổ thân. Ba mẹ con, cô Toán tí hon đây. Cô Toán tí hon đây, sức khỏe tí hon, héo mòn. Héo mòn từ ngày Quế đâu. Đúng không đây? Ăn gan à? Ăn đi. Toàn đâu? Đây cho bác Đông miếng này. Này bác Đông ăn đi. Ừ. Đấy, ăn đi cho khỏe. Khổ thân Toàn có chưa? Rồi ăn nữa đi, ăn mạnh lên. Đấy. Khổ thân quá. Toàn hoàn cảnh vất vả. Các con ở Quế với Toàn là những người mà thực sự là vô cùng tình cảm các bác ạ. Đấy. Các bác để ý rất nhiều video của Hoàng Hiền rồi nhá. Đấy, khi mà chỉ cần nhắc đến người ba của mình là hai con sẽ lập tức là nước mắt rơi. Ừ. Rất là nhớ ba. Đấy. Đấy, anh Đông đi hon kìa. Kìa kìa. Trên TV kìa. Đấy. À. Hôm nay mưa mạng xuống đâm đang kém à. Ừ. Ăn đi, vào không ăn đi. Vâng. À. Thì qua đây thì là cháu Hoàng Hiền cũng một lần nữa đó. Thay mặt cho bà con những hoàn cảnh khó khăn ở trên kênh YouTube của cháu. Đấy. Cháu xin kính chúc cho cô Thúy Hằng cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Đó. Đầu tiên thì là cháu cũng rất là cảm ơn cô đấy, cùng gia đình đấy, đã chia sẻ giúp đỡ những cái hoàn cảnh bà con khó khăn trên kênh của cháu. Đấy, để bà con thì vơi bớt những cái khó khăn, bà con có những cái niềm tin hơn, có những cái động lực hơn đấy trên cái con đường cuộc sống này đấy, để tiếp tục nuôi dạy các con những cái mầm xanh tương lai của đất nước đấy, giúp cho các con là khôn lớn, trưởng thành, ăn học thành người, trở thành những công dân có ích để xây dựng quê hương, xây dựng đất nước đó. Một cái niềm vui dành cho bà con đó. Cháu rất là cảm ơn cô chú đấy, cùng toàn thể gia đình rất là nhiều đấy, đã đồng hành cùng với cháu để giúp bà con đó. Và một dịp gần nhất thì cháu xin trân trọng kính mời cô đấy, Thúy Hằng cùng toàn thể gia đình thu xếp thời gian, một thời gian gần nhất đấy, khi cô về Việt Nam đấy, thì cháu xin trân trọng kính mời cô cùng toàn thể gia đình đến thăm quê hương Thái Nguyên của cháu, thủ đô Gió Ngàn, căn cứ địa cách mạng ngày xưa, nơi có ATK, an toàn khu, đó, đến thăm gia đình cháu, cũng như là những bà con có cái hoàn cảnh khó khăn ở trên kênh YouTube của cháu, đó,
đến thăm gia đình nhà cô Toán Tí Hon, đấy, thăm gia đình nhà anh Đông Tí Hon, đấy, và rất nhiều bà con khác có hoàn cảnh khó khăn ở trên kênh của cháu đã được cô chú dang rộng vòng tay giúp đỡ. Đó. Bà con thì thực sự là cũng luôn luôn là mong ngóng đấy, cô cùng gia đình từng ngày đó đến thăm bà con, động viên bà con đó. Ăn cơm đi cô Toán, ăn cơm đi. À, cứ ăn cơm. À, anh Đông ăn cơm đi. À, cứ ăn cơm bình thường. Ừ, Toàn Quế đi. À, con ăn cơm tự nhiên nhá. Ừ, anh Đông đi. Anh Đông dùng bữa cùng cùng ba mẹ con cô Toán cho nó vui. Ba mẹ con là cũng buồn. Ăn đi. Ăn một tí cũng được nhá. Ừ. Đấy. Anh Đông đi ông Tí Hon với Hoàng Hiền thì cũng ăn cơm rồi các bác ạ. Đấy. Nhưng mà ngồi với ba mẹ con cho vui, tình cảm. Đấy. Bởi vì là các bác đấy Hoàng Hiền chia sẻ nhà cô Toán ở đây thì là nếu bình thường thì có khi cả ngày mới chả ai người ta vào đây, chỉ có nhà bà bên cạnh thì thỉnh thoảng là bà với chú Lâm sang thôi đấy, chứ còn có ai người ta vào đây làm gì. Ở cuối xóm rồi mà đường thì không có đường qua đây, xe cộ thì cũng chả xe nào họ chạy qua đây đấy. Chỉ có bà con thì đi làm đồng ở ngoài kia, mãi ngoài đồng đấy Hoàng Hiền quay ấy. Nhưng mà phải mùa thu hoạch ngô hoặc là mùa trồng đấy thì là bà con mới đông đúc làm đồng mới có vui một chút thôi. Nhưng mà mùa này các bác biết là mùa ngô thì đang thời kỳ sinh trưởng phát triển, nó đang chưa có thu hoạch gì cả đấy, bà con chỉ có đôi nhà đi tuốt lá ngô về chăn bò thôi đấy, cho nên là cái việc mà để mà đông người ở đây thì là cho bà con vui rất là khó đấy, mà chỉ có ba mẹ con thôi đấy. Cô Toán thì nhiều hôm chia sẻ là Hoàng Hiền ơi, cháu thì thỉnh thoảng thì cháu chạy xuống với cùng với bác Đông thì xuống với lại ba mẹ con nhà cô cho các con vui đỡ buồn đấy. Cứ ba mẹ con nổi thủi này mãi buồn chán đấy. Cũng may việc có cái tivi nào bạn đấy, thì là xem tivi, xem thời sự, xem tin tức đấy. Bắt được mạng nhà anh trai ở bên thì mở YouTube Hoàng Hiền xem, lúc nào cô Toán thì buồn thì nghe Bonido đấy, đúng không đấy. Mà cô Toán thì cũng chia sẻ với Hoàng Hiền là nhiều khi này là cô thì là mở video Hoàng Hiền thì cô cũng có thời gian thì là cô ngồi cô xem được ở đây, nhưng mà không có thời gian thì cô cũng mở cho tiếng nó to đấy, để ba mẹ con thì nấu cơm hay là làm các thứ ở ngoài kia thì có nghĩa là nghe thấy tiếng của Hoàng Hiền cũng như anh Đông Tí Hon thì là có tiếng người cho nó vui đấy. Cô có chia sẻ với Hoàng Hiền như vậy đấy, rất là thương. Ăn cơm đi, ăn mạnh đi cô Toán, ăn đi, ăn tự nhiên đi, không phải ngại đâu nhá. À, ăn mạnh thì ăn miếng rau với ba mẹ con đỡ buồn. Anh Đông ăn đi. À, biết ăn cơm no rồi nhưng mà cứ dùng một chút nhé, cho nó cho vui nhé, cho ba mẹ con nó vui đỡ buồn nhé. Ừ. Thử tí rau rồi. Mời các bác nhé. Gai phụ nông nuôi được này, đúng không? Ừ. Cánh à đấy, ăn đi. Sau này cô lại cấy rau của nó nhá. Vâng. Vâng. Cháu nó bảo là sau vụ này khi mà xong hết rồi thì trồng rau ạ nhá. Ngoài kia thì trồng cỏ chỗ nào trồng xong rồi trồng ngô vào. Đấy, xong thì là mua ít hạt bí nhá, rác vào. Cho nó có cái rau nhá. Bỏ bê nó có cái để mà nó ăn uống. Vâng. Ngày sáng ngày mai là anh Trung anh ấy chát nốt hai cái trụ cổng nhà anh Đông này, tức là xong. Thì chiều mai anh sẽ xuống nhá. Thì tiến hành làm nhà tắm ngay nhá. Cho ba mẹ con đẩy nhanh tốc độ, nhanh như gió nhá. Có nhà tắm đẹp để tắm luôn nhá. À, đấy. Cho nó an toàn. Đấy. Mùa rét này nữa này rồi này. Nhưng mà đi học là mặc ấm, biết chưa? À, ấm ở nhà có mặc ấm mà. Không là gió thì nó viêm phổi là bị ốm đấy. Biết chưa? Nhá. Có việc gì là cô lấy điện thoại cô liên hệ với cháu. Cô Toán nhá, hai con nhá. Bây giờ là như người nhà rồi. Không có vấn đề gì mà phải. Ừ, nhá. Đi học mà có vấn đề gì, bạn nào trêu hay là có vấn đề gì nhá, liên hệ với chú. Nhá. Được chưa? Ừ, ok. Không phải sợ sệt vấn đề gì hết. Rét ốm là khổ mẹ đấy, chứ không sướng này, không có người lo mẹ, không ai lo đâu, một mình mẹ đấy, không ấy được đâu. Mặc quần áo ấm sáng ra, rét nó hò, nó viêm phổi, nó chết đấy. Vâng. Mỗi mình ấy, nụi tha, nụi thủi.
hai con đi học thì là mình cô Toán ở nhà này. Buồn rười rượi, chả có ai. Đấy, khuôn mặt thì đăm chiêu, chán đúng là chán hói rồi, hồi bé không có tóc. Đấy. Mẹ có mẹ kể với Quế bao giờ chưa? Là hồi bé không có tóc không? Chưa kể giờ đúng không? Hôm nọ mà lúc xây bể phốt kia là nói thì mới biết đúng không? Ừ. Đấy, cháu không biết đâu nhá. Hôm ấy tự nhiên thấy chú hợi chú nói thì cháu ngạc nhiên, ủa tại sao cô Toán lại từ bé đến lớn lại không có mọc tóc như nào? Đấy, xong rồi về cháu hỏi các bác thì là các bác bảo à đúng, cô Toán thì là hồi bé thì là không có tóc, bà con hay gọi là Toán chọc, phải không? Đấy, anh Đông thì gọi Đông còi, cô Toán thì là Toán chọc, tóc thì chả có. Đấy, tóc không có thì nhan sắc nữa, đúng không? Đấy, vất vả, cũng rất may là cô Toán sinh ra hai con đẹp như tranh vẽ, nhờ Toàn đẹp, Quế cũng đẹp, nhà anh Đông sinh được hai cháu cũng đẹp. Đấy, đúng là trời không, ông trời không lấy của ai cái gì, đúng không? Lấy cái này thì lại bù cái kia, đúng không? Ừ. Đấy. Ăn đi, ăn tự nhiên đi, hả? À, anh Đông dùng một chút đi, ăn một miếng đi, ăn một miếng với lại ba mẹ con biết là anh no rồi nhưng mà ăn một miếng đi. Thì cháu cũng ăn với ba mẹ con miếng cánh nhá, cháu vui nhá. Rồi ok, nhất trí. Lúc nào vậy thì cứ xuống chia sẻ mẹ con với cô cho nó đỡ buồn. Vâng, vất vả quá ba mẹ con với cô. Tết đi nuôi. Ừ. Xong Tết rồi. Tết thì cô nhớ ông xã của cô. Tết thì nhớ ông xã. Ừ, thôi được rồi, không nhắc nữa nhá. Tết này cháu Minh Đông đi con sẽ xuống nhá. Ừ. Gói bánh chưng nhá. Hoàng Hiền Minh Đông đi con xuống được bánh chưng cùng nhá. Nhá. Ăn bánh chưng nhá. À. Đấy. Tết là xuống chúc Tết. Ừ. Không lên nhà chú Hiền nhá. Ừ. Chú Hiền lì xì ra. Vui không? Thích không? Vất vả, quá vất vả. Nó lắm cô, anh Trung anh xây cho khoảng độ ngày, hai ngày xong. Gọn ghẽ, chát đẹp hết. Cháu bảo anh rồi làm nhà tắm trước để ba mẹ con có chỗ tắm giặt. Lạnh. Cái là bao nhiêu năm nhỉ? Thôi, ăn. Thôi. Ồ, xin cảm ơn. Thôi. Ăn miếng. Cháu không từ chối đâu nhưng mà cháu thôi. Biết rồi. Ăn một miếng rồi. Thực sự là cháu ăn rất no rồi. Cô để cho các con. Để các con. Nếu mà cháu không ăn nữa này cô không bằng lòng. Không bằng lòng cái gì? Thôi để. Bây giờ cháu nói với anh này nhá. Hả? Để cháu nó chia sẻ với cô này. Cháu thì là cháu anh Đông thì ăn cơm rồi. Đấy, thì là mới xuống. Xuống đây thì ba mẹ con ăn cơm thì là ăn một tí thôi, cho vui thôi, chứ biệt không đang rất là lo, không nuốt được nữa. Thôi không giúp nhá. Cái này ăn no ăn giúp cho được. Thôi. Thôi. Hôm khác nhá. Hôm khác đói ăn ngay nhá. Đây, Quế giúp chú. À con. Toàn giúp chú. Nào, cô Toán, đoàn giúp chú nhá, con phải hộ chú cái đấy, phải hộ chú việc đấy, ăn đi, nhá. Con trai này con cứ mạnh dạn lên, Toàn biết chưa, ăn to, nói lớn, mình sống mình phải khẳng định được bản thân mình, biết chưa, mình sống mà mình không khẳng định được bản thân mình thì là sẽ bị người khác bắt nạt, biết chưa, đấy, nhưng nếu con muốn khẳng định được bản thân mình ấy, thì quan trọng nhất bây giờ với con ấy, là con phải học, hiểu chưa? Nhá, học và bạo dạn lên, tự tin lên, hiểu chưa? Trong đó con cứ phát biểu thoải mái, con không sợ sệt một cái gì hết. Như vậy nó sẽ giúp con rất tự tin sau này, hiểu chưa? Trên đây con đường của con sau này con ra ngoài xã hội, nhá. Con có kiến thức thì ra xã hội người ta sẽ không bắt nạt con được. Quế cũng như vậy, hiểu chưa? Đấy, họ nói sai phát là tôi thấy là như này là chưa phải, tôi thấy chưa đúng, không được, hiểu chưa? Nhưng nếu con không có kiến thức thì là bảo cái gì cũng nghe, đúng không? Đấy thì là mình sẽ bị họ bắt nạt, mình sẽ vất vả, được chưa?
nhá. Cho nên bây giờ hai con là trên lớp là tập trung học, bạo dạn phát biểu. Bây giờ có kiến thức nhiều vào nhá, tích những kiến thức ngay từ bây giờ để bạo dạn lên. Anh Đông cũng động viên các con như vậy nhá. Con sống là con phải sống là như nào, phải khẳng định cho bản thân mình, hiểu chưa? Đấy, nhớ là như vậy, hiểu chưa? Mình ăn to nói lớn, mình làm được, nói được làm được. Đấy, chứ bây giờ nhiều bạn đi học cứ ngồi đi thít ở dưới lớp, cứ ngồi sau đít các bạn, nghe các bạn nói trả lời, ngồi sau khi thầy cô gọi cái như cầy sấy. Thế là làm được cái gì? Sau này làm sao mà kiếm tiền để mà lo cho gia đình, lo cho bố mẹ được, đúng không? Ừ. Đấy, cố toán động viên các con nhá. Cứ tự tin này, phát biểu này. À, con giơ tay phát biểu này, được chưa? Chỗ nào không hiểu con giơ tay. À, con thưa cô, chỗ này con chưa hiểu, cô giải thích cho con nhá. Thì con sẽ tự tin rất nhiều. Đấy, chú hồi bé cũng như vậy chứ. Đấy, chú con kể, chú kể với con, chú học đại học sư phạm Thái Nguyên, chú kỳ nào cũng học bổng luôn. Không đợi, bằng khen chú đại học sư phạm Thái Nguyên treo đầy nhà, chú là họ Dương nữa đấy, cho nên là con biết là họ Dương thì khi mà được sinh viên giỏi học bổng thì đều được bằng khen, bằng vinh danh, chú được rất nhiều bằng vinh danh của dòng họ Dương nhá. Mà khi mà chú học ở đại học sư phạm Thái Nguyên nhá, chú là cán bộ lớp, khi mà kiểm tra ra này thì vấn đáp ra này, bạn chú hỏi Huyền ơi được tích gì đấy, được có điểm cao không ấy, chú toàn 90 luôn đấy, các bạn phải kính nể chú, đúng không? Nhưng mà ví dụ như bạn nào mà kiểm tra học dốt thì ra này, bạn ấy bạn được mấy điểm, nhưng mình là 4 điểm 5 điểm mặt cúi sầm đi về đấy. Nhưng mà chú Huyền nhá, bạn có nghĩa chú vào phòng thi chú kiểm tra, chú chưa cần ra ngoài nhưng bạn chú đã biết kiểu gì ông Hoàng Hiền này, ông cũng sẽ được 9 được 10 rồi, con hiểu chưa? Đấy, thì khi mà chú ra khỏi phòng thi bắt bạn chú hỏi Hiền ơi được mấy điểm, tớ được 9 điểm, tớ được 10 điểm, bạn tôn trọng, à bạn Hiền bạn học giỏi quá, đúng không? Các bạn ấy học theo chú luôn đấy, mà mình lại vừa được các bạn tôn trọng, con hiểu không? Mà sau này con lại vừa được bằng giỏi, con sẽ ra ngoài con kiếm được tiền, con lo được cho bố mẹ, con lo được cho quê hương đất nước, đúng không? Con lo được cho gia đình con, sau này con toàn có vợ quế, có chồng, có con nữa, các con còn lo cho các con nữa, con xây dựng cuộc sống nữa, đúng không? Chứ bây giờ mình là thế kỷ 21 rồi, đúng không? Mình không thể nào mà mình mãi mãi mình đi theo đít con trâu con bò được nhá. Bố mẹ không được đi học nhiều vất vả thì theo con trâu con bò, nhưng đến cái đời của mình rồi thì mình được bố mẹ lo cho như này rồi nhá. Đấy, được chú Hiền các bác động viên như này rồi thì các con phải là học thật giỏi, các con phải ra ngoài, các con phải kiếm được tiền ở bên ngoài, hiểu chưa? Đấy, các con phải làm những việc có ích cho xã hội, hiểu chưa? Chứ không thể mãi mãi mà mình ở cái lũy tre nàng này được, đúng không? Nhưng bây giờ mẹ con thì đang ở mãi mãi ở lũy tre nàng này, đúng không? Nhưng đến các con là con phải ra ngoài xã hội nhá. Học giỏi này mà mang nó ra ngoài, đúng rồi, suốt làm sao mà mãi ở cái lũy tre nàng này không biết thế giới bên ngoài như nào được, đúng không nhá? Đấy, chú Hiền thì lúc nào vào chú Hiền cũng động viên các con đấy, bây giờ chú thì như một người chú của con rồi nhá. Đấy, có việc gì cứ chia sẻ với chú nhá, cứ là hai anh em nhá, ngoan ngoãn cố gắng học thật giỏi vào. Anh Đông đi hon về cũng động viên các con nhiều vào nhá, chỉ có học thì mới khẳng định cho bản thân mình, còn không học mà dốt không kiến thức thì không làm được gì đâu nhá, thật đấy. Sau này đi theo đi con bò thì mệt lắm, cũng được. Hồng Mỹ Hà cũng được, cũng học được, được, cứ động viên con nhá, cố gắng, quyết tâm nhá. Vất vả quá, ăn nhiều vào đi, quế ăn hết chưa, ăn mỗi miếng gan này, ăn nhiều thịt vào các thịt ăn đi, có toán thi hon cũng phải ăn đi hả? Ăn đi cháu Hoàng Hiền, ăn một miếng thôi nhá, ăn ba mẹ con vui thôi. Đấy, ngồi tí đây, anh Đông thi hon đây, video lúc trưa đây. Đấy, cái trụ này mai xây nốt trụ này. Đấy, là ok rồi. Đấy, thế nhá cô Toán nhá. Hôm nay cháu vào thì cháu báo cái tin vui cho ba mẹ con nhá. Là sắp tới thì cô Thúy Hằng sẽ giúp là ba mẹ con là có cái đường đi đẹp nhá. Thuận tiện, không phải phụ thuộc ai nữa. Đường đấy là đường chính thống nhá.
Mình thích đi lúc nào mình đi, mình thúc về lúc nào thì về, mình không phải phụ thuộc ai cái gì cả. Nhá. Đấy. Quế nhá, Toàn nhá. Ừ. Thôi bây giờ tiếp tục ba mẹ con ăn cơm đi. Cháu xin phép cháu quay về nhá. Không khác thì thôi. Mai cháu xuống sau hay là ngày kia cháu xuống sau. Ui dồi, thôi ăn no ăn được nữa đâu. Đói cho ăn ngay đúng không? Vì là như người nhà trong nhà anh Đông đấy. Đói cho ăn ngay ấy. À. Ok. Ừ. Ok nhá. À, ok ok. À, Toàn lấy điều khiển đấy mà. Lấy điều khiển mở tiếng to lên mà xem cho đỡ buồn. À, mở Hoàng Hiền to lên. Đây đang ra đồng tìm anh Đông lúc trưa để cắt cỏ này này. À. Đấy. Ừ. À. À đây. Chuẩn bị dắt bò cho nhà cô Hảo tí hon đấy cô Toán ạ. Trên làng kè đấy. À, cô Hảo tí hon. Cũng như cô. À, cũng bằng tuổi Toàn đấy. Nhưng mà em bé thì bé hơn Quế 2 tuổi. À học ít hơn 2 tuổi đúng rồi. À. Thằng đấy cao hơn Toàn đấy. À, cao hơn Toàn chút. À, thôi, không phải ra còn gì, được chưa? À, nhá. À, ngồi đấy nhá. À. Ai nhỉ? À. À. Hoàng Hiền. Hoàng Hiền kìa. Ôi giời quá mất rồi. À, nhá ăn cơm nhá, ăn mạnh nhá, nhá. À, ok ok. À, ok. Ừ. Mikino. À, đây bếp sáng quắc này. Đây, máy giặt giặt ngon này. Đấy. Tuyệt vời. Lạnh như mùa đông. Ô. Ôi giời. Ván cơm. Ván cơm. Không, lấy một lạnh thì đóng cửa vào. Đóng cửa vào cho đỡ lạnh. À. Ăn cơm đi không phải ra đó là gì đâu. Kéo vào đấy nhá. Ờ à, ok. Ờ à, đóng cửa cho ấm. À. Đóng cửa. Rồi. Ok. Rồi, Hoàng Hiền. Quay về đây. Đấy. Ối quá các bạn ạ. Đấy. Bước chân ta thì tiếp tục trên khắp các cái bản làng. Đấy. Mang niềm vui đến cho bà con. Không kể ngày đêm mưa gió. Đấy. Khi mà mang được niềm vui cho bà con vui hạnh phúc. Đó thì là bản thân mình cũng rất là vui đấy, chắc hẳn các bác xem video cũng rất là vui cho mừng cho bà con những hoàn cảnh trên kênh YouTube của Hoàng Hiền. Các bác đã thấy được cái sự thay đổi của bà con trong từng ngày có cái điều kiện để nuôi dạy con ăn học thành người đấy. Tối quá tôi về thăm mèo vạc một chiều đông, huyện xa xôi đứng đầu nơi biên cương, gió lạnh buồn mênh mang núi đá tai mèo, rừng đá chập trùng đá trương đá sau, rừng núi đá nuôi bao người con lớn, sống trong đá chết nằm trong đá, vẫn anh hùng vượt khó đi lên, để hạt ngô cho hạt khóc thêm nhiều. Ơ, cho anh điện bừng sáng lung linh, cho trẻ thơ đến trường, cho trẻ thơ đến trường học thêm cái chữ, cho bớt đi nghèo đói, cho bớt đi bệnh tật, cho cuộc đời này ngày càng tươi đẹp hơn. À, rồi Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này đây nhá. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác yêu quý Hoàng Hiền thì các bác hãy ủng hộ Hoàng Hiền bằng cách thiết thực, đó là ấn đăng ký kênh các bác nhá. À, để kênh của Hoàng Hiền có thật nhiều người biết đến. Đó, Hoàng Hiền nhanh nhấn nút bạc các bác nhá. À, để đồng hành cùng thật nhiều các bác giúp đỡ bà con. Hoàng Hiền xin chào tất cả các bác nhá. Đó. Xin chào các bác.